Ngày 18 tháng 10, ông Nguyễn Việt Thông, Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Kiên Giang cho biết, được sự ủy nhiệm của Bộ Ngoại giao và sự chấp thuận của Ủy ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang, cơ quan này đã làm thủ tục bàn giao 7 mẫu ADN của 7 thi thể trôi dạt vào bờ biển Phú Quốc trong ngày 29 tháng 9 vừa qua. Trước mắt chưa thể xác định được các thi thể này có phải là công dân Trung Quốc hay không, nhưng căn cứ vào giấy tờ tùy thân ghi quốc tịch Trung Quốc tìm thấy trên một thi thể, nên tỉnh Kiên Giang quyết định bàn giao cho phía Trung Quốc tiếp tục xác minh trên cơ sở dữ liệu dân cư của nước này. Hiện 7 thi thể vẫn đang được an táng tại nghĩa trang Phú Quốc. Trước đó vào ngày 23 tháng 9, đồn biên phòng cửa khẩu cảng An Thới thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang đã tiếp nhận 9 người được tàu đánh cá của địa phương cứu vớt đưa vào đồn khi đang trôi dạt trên biển. Cả 9 người đều là người Trung Quốc đi từ tỉnh Phúc Kiến sang Campuchia bằng tàu cá để khai thác hải sản. Dự kiến Đại sứ quán Trung Quốc sẽ cử người trao đón 9 công dân của mình tại sân bay quốc tế Phú Quốc trong ngày hôm nay.